trong đời mà không nhậu, mà khi nhậu đừng ghẹo ai, nhậu đừng múa chân tay, phải nghiêm túc khi nhậu, không được nói xàm xàm, thằng nào nói xàm thường hay bị đâm. Ai đi nhậu hãy nhớ là bỏ điện thoại ở nhà đi, đừng có móc ra chi để thằng kế bên bực mình rồi xảy ra án mạng. Nhậu cho nhiều rồi ngu điều ra, đi ăn nhậu sáng tới chiều, nhậu tăng một rồi tăng ba, mà còn muốn đi thêm kêu hoài không chịu về, đứng đó nói xàm xàm rồi kết cục bị đánh miệng xương. Đi ăn nhậu phải công bằng, làm chú xì phải gót điều ly, đừng có rốt lung tung không bị đâm oan màng. Ai ơi chớ xem thường, vì say rồi là như người điên. Đi ăn nhau mà hát hò thì coi chừng cũng bị đâm. Nhau thì cứ không lo, cứ cầm mí hát hoài, khiến anh em bực mình rồi bị đập một hơi miệng xương. Ai ăn nhau cũng phải về, mà khi về là phải thưa, về thì nói anh em sao lại trốn đi về, nên bị đánh tới bời, phải tôn trọng anh em nhau chung. Đi một mình đã tốn mồi, còn dắt bạn bè theo, vậy ai dám chơi chung, đi nhau kém mà tự hào, dắt bạn đến cho đông vào, rồi đánh lộn thì không thể tin.